Minh Hải động viên Linh Chi đi tập kịch giữa ồn ào giật chồng. Nữ người mẫu chia sẻ cô được Lâm Vinh Hải động viên yên tâm làm việc, bỏ qua những lời chỉ trích. Linh Chi hào hứng khi được mời thử sức diễn kịch. Những ngày qua, cô bị nhiều người ném đá cho là kẻ thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân của vũ công Lâm Vinh Hải và vợ cũ Lý Phương Châu. Diễn viên Mã Hiểu Đông tham gia vở kịch Một Nửa Madam cùng Linh Chi. Khi vắng mặt bạn trai, Linh Chi thoải mái chụp ảnh thân thiết với các nam đồng nghiệp. Cô khá hồi hộp trước khi lên sân khấu vì chất giọng yếu, chưa từng diễn kịch trước đây. Những ngày qua, chân dài nỗ lực học hỏi trau dồi kinh nghiệm từ các đàn anh, đàn chị trong nghề. Linh Chi chia sẻ, thời gian này cô khá áp lực vì chuyện tình cảm trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Người đẹp chọn cách im lặng, không thanh minh và giải thích. Cô vui vì được bạn trai Lâm Vinh Hải luôn quan tâm, động viên yên tâm làm việc. Anh hứa sẽ luôn đến ủng hộ cô trong ngày công diễn vở kịch mới. Sau điện ảnh, Linh Chi hy vọng sẽ gặt hái thành công với vai trò diễn viên kịch. Em trai Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu là chị dâu tuyệt vời, không ai thay thế được. Mặc dù Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu đã tan vỡ, nhưng em trai của Lâm Vinh Hải trước sau như một, vẫn luôn coi Lý Phương Châu là chị dâu. Việc vợ chồng Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu kết thúc chuyện tình 11 năm và ngay sau đó vũ công điển trai này công khai bạn gái mới là người mẫu Linh Chi đã gây xôn xao dư luận trong nhiều ngày qua. Bản thân Lý Phương Châu cũng lên tiếng tố cáo chân dài Linh Chi chính là người khiến gia đình cô tan vỡ. Nhiều người đã bức xúc chỉ trích Lâm Vinh Hải là người đàn ông bội bạc, vô trách nhiệm. Còn về Lý Phương Châu, mọi người tỏ ra thông cảm và buồn thay cho cô vì Phương Châu đã không tiếc cả thời thanh xuân lẫn niềm đam mê để chăm lo cho chồng, để rồi bị chồng hắt hủi. Ngay cả Lâm Vinh Hán, em trai của Lâm Vinh Hải, cũng từng chia sẻ về Lý Phương Châu với những dòng tâm sự xúc động nhất. Dù chuyện hôn nhân của anh trai tan vỡ, nhưng đối với Lâm Vinh Hán thì Phương Châu luôn là người chị dâu tốt. Vinh Hán viết, tôi và chị sống chung dưới mái nhà hơn 6 năm mà chẳng nói chuyện gì nhiều với nhau, không hề tâm sự hay đơn giản chỉ gặp mặt chào nhau. Ừ, đó là chị dâu của tôi, mặc dù trên pháp lý và hiện tại thì không là thế nữa. Nhưng riêng tôi thì quá khứ, hiện tại hay tương lai thì chị vẫn là chị dâu tuyệt vời mà tôi thương, tôi trọng và cũng là duy nhất không bất kỳ một ai thay thế được. Dù không biết lý do Lâm Vinh Hải và Lý Phương Châu chia tay, nhưng em trai của Lâm Vinh Hải nhấn mạnh, người ta thường nói người trong cuộc hay mù quáng, tôi không cần biết họ cãi vã hay lạc mất nhau vì điều gì, nhưng hình tượng về chị thì sẽ không bao giờ thay đổi. Điều mà em trai Lâm Vinh Hải yêu mến nhất ở chị dâu chính là đức hy sinh, chứ không phải vì những món đồ đẹp, những thức ăn ngon hay việc Lý Phương Châu hay đưa cả nhà đi du lịch. Qua đây một lần nữa có thể thấy Phương Châu là người phụ nữ rất đáng trân trọng. Trước đó, một người bạn của Lâm Vinh Hải cho rằng việc chia tay là tốt cho Lý Phương Châu bởi cô đã thoát được một người bội bạc để biết yêu quý bản thân mình nhiều hơn. Sau scandal giật chồng, Linh Chi tuyên bố cạch mặt những người gọi mình là nấm độc Linh Chi. Đối với những thắc mắc trước cách hành xử của Linh Chi về cuộc tình sai trái giữa cô và Lâm Vinh Hải, Linh Chi rất nhanh tay xóa các câu hỏi mà bản thân cô thấy bị xúc phạm hoặc khó trả lời. Giữa tâm bão scandal bị tố là kẻ thứ ba phá vỡ gia đình Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu, người mẫu Linh Chi vẫn tức bực với công việc và không e ngại đối mặt với dư luận để chứng minh mình vô tội trong cuộc tình 11 năm tan vỡ của Hải và Châu. Mới đây, Linh Chi đã lên sóng trực tiếp trả lời mọi thắc mắc về câu chuyện tình yêu đang khiến cô rơi vào vòng xoáy thị phi. Trước khi bắt đầu trả lời, Linh Chi tuyên bố, bây giờ ai kêu Chi là nấm độc Linh Chi, Chi sẽ cầm điện thoại và lóc ngay tại chỗ. Ai chửi cứ chửi, Chi không quan tâm. Để khẳng định quan điểm, Linh Chi yêu cầu một người bạn ngồi cạnh canh chừng kỹ lưỡng, bất kỳ có câu hỏi hoặc nhận xét nào mất dạy. Theo cách gọi của Linh Chi, xuất hiện trong thời gian cô livestream đều được chân dài này yêu cầu xóa nick. Bạn gái dancer Lâm Vinh Hải cũng đồng thời từ chối trả lời những gì liên quan tới người tình. Ai muốn hỏi anh Lâm Vinh Hải thì qua Facebook của anh ấy, còn bên này là của mình. Trong 23 phút lên sóng trực tiếp, có tới hàng trăm câu hỏi thẳng mặt dành cho Linh Chi, hầu hết đều tỏ ra phẫn nộ. Quá nhiều thắc mắc trước cách hành xử của Linh Chi về cuộc tình được cho là sai trái giữa cô và Lâm Vinh Hải.
Tuy nhiên, vẫn giữ đúng quan điểm và tuyên ngôn trước đó, Linh Chi rất nhanh tay xóa các câu hỏi mà bản thân cô thấy bị xúc phạm hoặc khó trả lời. Thậm chí câu hỏi nào hiện lên màn hình, nếu dính chỉ một từ khóa nhạy cảm, cũng không có cơ hội ở lại, bởi chủ nhân Facebook Linh Chi đã xóa trong nháy mắt. Bù lại với những lời chúc cho mối tình đẹp hoặc lời khen ngợi nhan sắc, đang thời kỳ rực rỡ, người mẫu sinh năm 1990 cũng rất nhanh gửi lời cảm ơn đi kèm các biểu cảm nhí nhảnh dễ thương. Cũng từng đó thời gian livestream, chương dài này dành chủ yếu phần chia sẻ cho các tiết mục liên quan tới làm đẹp, thời trang, cùng các cách thức làm thế nào để diễn show deep dưới ánh sáng máy ảnh tốt nhất. Chỉ một lần trong số hàng trăm câu hỏi gửi đến, Linh Chi tỏ ra mình là người thẳng thắn khi nhận được câu hỏi, sao Chi có thể thoải mái như vậy khi đang bị dư luận ném đá vì giật chồng. Trong trạng thái tương tự, chân dài đáp trả, giật chồng, bây giờ Chi sẽ đeo cái tai thỏ, thoải mái vui vẻ lên, bởi cuộc sống của mình không ai sống thay, nên không nhất thiết phải giải thích cho thiên hạ bất cứ việc gì mình làm. Mọi người đã ghét, thì dù có nói gì người ta cũng ghét mình thôi, đúng sai thế nào cứ để thời gian trả lời. Kết thúc cuộc giao lưu trực tuyến, những người theo dõi ai nấy đều ngỡ ngàng khi chân dài Linh Chi chúc hạ. Mọi người chửi cứ chửi, công việc mình đi làm thì vẫn làm, tiền vẫn cứ vào đều đều. Những ngày qua, câu chuyện tình ồn ào của Linh Chi và Lâm Vinh Hải, người đàn ông từng có mối tình 11 năm với bạn thân, cũng là vợ và kiêm thêm người quản lý. Scandal tình ái bắt đầu khi Lâm Vinh Hải, Linh Chi công khai với truyền thông chuyện hẹn hò. Theo đó, khi Lâm Vinh Hải tiết lộ, tôi và Linh Chi đang trong quá trình tìm hiểu, chân dài làng mẫu cũng vui vẻ thừa nhận, chúng tôi quen biết nhau được mấy tháng và chính thức yêu nhau khoảng hơn một tháng gần đây. Trước đây đi phim chung nhiều, đoàn phim hay tổ chức gặp gỡ gặp nhau nhiều lần rồi nảy sinh tình cảm. Sau lời công khai yêu đương của dancer họ Lâm và người mẫu, vợ cũ Lâm Vinh Hải Lý Phương Châu đã lên tiếng cho biết Linh Chi là kẻ thứ ba phá vỡ cuộc hôn nhân của mình. Cùng với đó, vợ cũ Lâm Vinh Hải khẳng định thông tin người chồng từng 11 năm cô cùng chia sẻ đắng cay ngọt bùi và bạn gái xác nhận mới yêu nhau một tháng là lời dối trá. Tôi có đủ bằng chứng về mối quan hệ của Chi và Hải bắt đầu khi tôi và Hải vẫn là vợ chồng, và đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc tôi và Hải ly hôn. Cho đến giây phút này, Hải vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của gia đình và một người cha như Hải nói. Linh Chi là người hoàn toàn biết rõ sự việc này, và Linh Chi đã có mối quan hệ với Hải ngay trong lúc tham gia phim Găng Tay Đỏ, chứ không phải không biết gì và mới bắt đầu được một tháng. Lý Minh Châu bức xúc cho biết, trước những lời bóc phốt của vợ cũ, dancer họ Lâm đã lên tiếng phủ nhận, kèm theo tuyên bố anh sẵn sàng chịu trận thay tình mới. Khi chỉ trích tôi, các bạn có biết toàn bộ câu chuyện như thế nào không mà vội vàng lên tiếng và đánh giá một con người. Còn vấn đề ly dị của tôi và Châu, tôi hoàn toàn có thể khẳng định không liên quan gì đến người thứ ba như Châu nói. Nếu có thể lãnh đòn dư luận thay Chi, tôi sẽ chịu trận, Lâm Vinh Hải nói. Trong khi bạn trai ra sức bảo vệ mình, Linh Chi cũng thản nhiên đáp trả dư luận. Hết duyên hết nợ, có cưỡng cầu cũng vô ích. Giữ bão scandal, gà cưng của ông bầu chân dài khắc tiệp tự động viên mình. Im lặng là thứ ngôn ngữ bạn phải học cho trái tim, học trong cô đơn và học trong nhẫn nại. Những gì nhìn thấy chưa chắc đã là tất cả, vì mắt chỉ nhìn thấy những gì bộ não muốn thấy mà thôi. Phủ Khắc Tiệp bật đèn xanh cho Ngọc Trinh, nói lại tình cảm. Ông bầu Khắc Tiệp mong muốn có ngôi nhà và đám trẻ vào năm 2018. Mới đây, trên trang cá nhân Instagram của mình, ông bầu của Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp bất ngờ đăng tải hình ảnh ngôi nhà với dòng trạng thái mong muốn có ngôi nhà và đám trẻ vào năm 2018. Dòng trạng thái của Vũ Khắc Tiệp trước đó, Khắc Tiệp cũng bóng gió rằng rồi có những ngày mộng mơ bắt đầu thực tế dần, lời hứa hôm đó tan nhanh như mưa Sài Gòn, hay lại đầy tâm trạng với dòng trạng thái, có những thứ kỳ lạ và đi cũng lạ kỳ. Nhiều người nghi ngờ rằng Khắc Tiệp đang muốn gắn bó lại với Ngọc Trinh sau hàng loạt những ồn ào tình cảm của cô nàng. Trước đó, khi Ngọc Trinh bắt đầu được biết đến với cái tên nữ hoàng nội y, cũng là lúc tin đồn Ngọc Trinh Khắc Tiệp là một cặp khiến dư luận xôn xao. Chính Ngọc Trinh cũng từng thừa nhận, đúng là tôi và anh Tiệp có thời gian yêu nhau nhưng đã chia tay lâu rồi. Có một khoảng thời gian tôi ngưng không hoạt động trong làng showbiz. Khi trở lại, tôi vẫn tin tưởng Tiệp trong công việc và gắn bó cho tới bây giờ. Tôi sẽ không bao giờ rời Tiệp. Còn về chuyện tôi hay đi sự kiện chụp ảnh thân mật với Tiệp, thì tôi thấy cũng chưa có gì gọi là quá giới hạn cho phép.
Khắc Tiệp và Ngọc Trinh luôn sống đôi cùng nhau cả trong công việc và ngoài đời. Trước đây tôi yêu Trinh gần một năm, sau đó thôi vì có thể khi đó tôi có nhiều cô gái vây quanh chăng. Thời điểm này, chúng tôi luôn quyến quýt bên nhau, nhưng tình yêu thì không hẳn, Khắc Tiệp từng chia sẻ. Khắc Tiệp cũng nhiều lần tự tin rằng nữ diễn viên vòng eo 56 sẽ không bỏ anh trừ khi cô đi lấy chồng. Với những cô gái khác tôi không chắc, nhưng với Trinh thì tôi tự tin ở điều này. Tôi và Trinh có 6 năm biết nhau, nhưng chưa có khi nào cô ấy làm sai ý tôi hay nguyên tắc của một người mẫu chuyên nghiệp. Trinh là một người phụ nữ có tính cách khác biệt, không ai có thể hiểu được cô ấy. Nếu ai đó yêu nhưng làm Trinh tổn thương, thì cô ấy sẽ vĩnh viễn cắt đứt mọi liên lạc, không bao giờ nói chuyện nữa, dù có đứng ngay trước mặt. Nhưng Trinh cũng là một cô gái khá lãng mạn, cô ấy bất cần nhưng rất trân trọng giá trị cuộc sống này.